sinh nhật buồn, con lên đây mình xem một chuyện gì. Sao thở thở dốc vậy? Lên đây. Sao? Giật giữ gì xem mà. Con giật bánh gì? Không thấy bằng chi á. Vì sao vậy? Sao căng thẳng quá chưa rồi mày thấy con căng thẳng này nào sao? Sao? Thế sao nào? Mẹ có lỗi gì trong chuyện này? Con giật bánh chi bây giờ nó ghét bánh chi. Con ghét bằng chia đúng không? Nào, hít thở, hít thở. Ôm mày lên, mẹ ôm mày chia sẻ nha mẹ. Mình rất ghét bằng chia đúng không? Mình ghét môn toán đúng không? Nhưng mẹ có lỗi gì trong chuyện này không? Mẹ có lỗi trong chuyện này không? Thế bây giờ Kiến ghét bằng chia thì Kiến có phải học không? Mình có phải học không? Nếu mà mình không học á thì mình không lên lớp được, đúng không Kiến? Đấy là khó khăn. Con có ghét học tiếng Anh không? Dạ không. Mẹ rất ghét học tiếng Anh. Đến giờ phút này mẹ vẫn chỉ nói được vài câu thôi. Nhưng nếu như mẹ không biết tiếng Anh, con thấy lúc mà đi Pháp về đi Ý không? Mẹ không nói chuyện được đúng không? Dạ. Thế là mẹ phải gọi chú hướng dẫn viên du lịch đúng không Kiến? Dạ. Mua bất kỳ cái gì cho con mẹ cũng phải gọi chú Hoàng hướng dẫn viên du lịch là Hoàng ơi cứu chị, để mặc cả trả giá mua đồ thank you họ đúng không? Yeah. Đấy là cái gì? Đấy là cái yếu điểm của mẹ. Yeah. Là mẹ không học được tiếng Anh. Nếu nhược điểm và yếu điểm của con là không thích học môn toán phép tính chia thì mình có thể bảng nhân. Ừ, bảng nhân bảng chia con cả mẹ giống nhau ở điểm là mình không thích học giống môn toán. Giống như ba nhân mấy bằng 21 con còn không biết con thì... con làm cái đó còn lên lớp con nhăn nhó học cái đó thế chứ có học cái đó cũng có nhăn nhó. Ừ, học cái đó nhăn nhó thì sẽ làm mình sao mình mệt thôi đúng không? Đúng không Kiến? Mình không có một sự lựa chọn nào ngoài việc là mình phải thuộc đúng không em? Đúng không con? Dạ, thuộc quá chẳng thuộc được cái gì cả, học chẳng được. Ừ, tại sao mà con học tiếng Anh con nhớ nhanh thế mà môn toán con lại nhớ lâu thế? Tại nhờ con học Duolingo ở nhà chứ đâu phải con học cái gì đâu. Thì bây giờ mẹ nói nè, hôm nay là ngày sinh nhật của mình đúng không? Dạ. Mọi thứ cứ vui vẻ trước đi. Dạ. Con hãy quên chuyện học đi. Lúc này không cần phải nghĩ đến chuyện học. Ok chưa? Mình thở gấp thì mình mệt lắm. Nhá. Nhá. Mình thở gấp mình sẽ bị mệt. Việc bây giờ là quên môn toán học đi. Hãy quên môn toán học đi. Nhưng phép tính nhân chia quá khó rồi, mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ mình sẽ là sinh nhật của mình. Ngày sinh nhật của mình phải vui vẻ. Đúng không? Đúng không con gái? Con giận dữ như vậy thì chỉ làm con mệt thôi. Mẹ không học thay con được. Đúng không? Yeah. Nhưng mẹ sẽ tìm cách để giúp con học. Để mẹ nghĩ cách nhé. Yeah. Mẹ sẽ nghĩ cách để chia sẻ với con, ok? Yeah. Mẹ không muốn con của mẹ khóc, cũng không muốn con của mẹ thở dốc như vậy. Thở ra nào. Ok. Quên chuyện toán học đi. Con quên chuyện môn toán học đi. Mình học một tuần mình chưa thuộc. Mình học một tháng. Một tháng chưa thuộc. Mình học một năm. Ok chưa? Ok. Mình không gấp mà. Mình sẽ làm được. Chắc chắn là con mẹ làm được. Tiếng Anh khó như thế con làm được là ba cái phép tính nhân vớ vẩn. 3 x 7 bao nhiêu? Ờ, con cũng biết. Không thuộc, con chỉ thuộc bảng cửu chương 2 và bảng cửu chương 5 thôi. Rồi, mình đã, con biết không? Bảng cửu chương 2 con thuộc, bảng cửu chương 5 con thuộc. Thì cái chuyện bảng cửu chương 3, 4, 6, 7, 8, 9 nó chỉ là một nốt nhạc thôi. Con chẳng thuộc được bảng cửu chương 3. Tại vì hôm nay con đang phân tâm của chuyện sinh nhật của mình đấy. Mình đang bị phân tâm à. Sinh nhật mình rồi mình mặc váy gì, mình chơi trò chơi gì, mình ăn món gì đấy, đúng không? Khi mình đầu óc của mình nghĩ quá nhiều chuyện cùng một lúc, cái não của mình này nó bé hơn, hiểu không? Nó không lót kịp. Giống như cái xe này của mình ấy con, chỉ đấy, mình không thể nẹt bô như họ được. Có biết vì sao không? Cái động cơ của mình nó không đủ mạnh để chạy lên cái tốc độ nhanh như vậy. Và cái
bộ máy trong cái xe của mình nó không phải là cái máy cao cấp tiền như cái xe đó. Dạ. Cái xe phải đắt tiền hơn thì nó mới nẹt ra cái tiếng bô như cái xe kia, bọc trơ bọc chiếc, hiểu không? Dạ. Xe đó 8 tỷ, 8 có lớn hơn 1.5 không? Dạ. Đại vậy con. Đúng không? Thế là cái xe mình không nẹt bô được. Thì nẹt không bô có... là sao nữa? Đấy là brrrr. Con hiểu không? Dạ. Nên là mình không có gì phải tức cả. Chuyện nó mai chưa thuộc thì mai thuộc. Mẹ có la con đâu. Việc học là việc từ từ. Hiểu không? Hôm nay là việc sinh nhật, gạt tất cả chuyện học đi. Sinh nhật phải vui ha. Dạ. Con chuẩn bị gặp 55 bạn của con rồi. Con có thấy vui không? Con vui. Cái gì? Con học con chán. Có tức con không có vui. Tức thì mình gạt, quên đi quên đi. Giờ mình gặp crush rồi. Chuẩn bị. Con có quên được, có phải ngày mai con khỏa con mới quên được một chút. Khuây khỏa mới quên được một chút á. Thế bây giờ cần phải làm gì để con quên luôn? Bữa hôm qua con thấy cái bông gòn con muốn ăn. À cái bông gòn, ui một lúc nhạc. Tí nữa nha mẹ nhờ nha. Tí mẹ nhờ giữ út chạy đi xem. Ừ. Tưởng thích gì chứ kẹo bông gòn một nốt nhạc. Nha. Ừ. Không vấn đề. Ok chưa tình yêu của mẹ? Cục cưng của mẹ. Có là con thấy chỗ chỗ là cái chỗ ngày xưa học tiếng Anh học dễ, học dễ hơn, còn được chơi nhiều trò chơi hơn. Ừ. Môn tiếng Anh sẽ học qua những môn trò chơi. Học cái chỗ Ila á. Ok. Bây giờ con đang học tiếng Anh cô Mi mà. Ngày xưa con 4 tuổi, 5 tuổi, 4 năm tuổi con học chỗ đó đâu, con thích học chỗ đó hơn. Hơn gì? Hơn chỗ con 10 thì dễ, dễ hơn, học vui hơn, có nhiều bạn hơn. Học với con mình thì có 2 bạn, có không có con buồn. Với lại con ăn cơm mẹ bạn toàn nhắc con không có được, con buồn, con không có chơi với ai. Kiến biết không, mình học Ila cái phát âm của họ, phát âm của người ta nói là con học Ila ngày xưa con học giỏi lắm, con nói tiếng Anh giỏi, còn bây giờ học chẳng được, phải nhìn chữ đọc mà không có thích. Nhưng mà cô Mi dạy con phát âm rất chuẩn. Cô Mi dạy con phát âm rất chuẩn. Đừng học ở trường vì cái là để ở đó cũng quen nhiều bạn cũ của con. Con muốn, con chỉ đơn giản là vì con muốn có nhiều bạn. Dạ, bên đó con quen được nhiều bạn rồi. Con có quen giống như nào với sự gian. Con quen từ trên lớp rồi. Con muốn quen ở trường. Con muốn thêm cả bạn nữa. Bây giờ như này này. Bây giờ nhá. Con muốn bạn gặp lại với chị Heo. Cùng con học, cùng con học, cùng con với con mày thì con vui rồi, chứ con không có thích. Con muốn là Ngọc Lan cũng được học tiếng Anh với cô Mi. Dạ. Để mẹ sẽ xin thuyết phục cô Mi cho Ngọc Lan học tiếng Anh chung với con. Dạ, tại vì mẹ rất muốn con học tiếng Anh của cô Mi. Vì mẹ và ba hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cô Mi. Phải học với giáo viên một một và kỹ lưỡng như cô Mi, phát âm từng chữ một chuẩn như vậy thì sau này con sang Mỹ con mới theo kịp các bạn bên đấy được. Con hiểu không? Bên đó con khó, học với cô Mi con khó, đọc rồi con cũng không đọc được nữa. Present con toàn đọc giống như cái chữ mà toàn đọc sai con, mà con khó đọc lắm. Mà bên tiếng Ila chỉ con một chút là con đọc được rồi. Nhưng mà là không chính xác. Con học bên đó con đọc không chính xác. Con có nhớ lúc con đi thi tuyển vào SSIS không? Dạ con. Con đã không đậu được vì phát âm tiếng Anh không chuẩn. Dạ. Và đến bây giờ khi mà con học ở đây, phát âm tiếng Anh của con rất chuẩn. Con học cô Mi phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Tại vì bên kia quá đông học sinh, các thầy cô không nắn từng bạn được. Đọc những cái, ví dụ mày đọc là teacher. Mày đọc sai đúng không? Dạ, teacher. Yes. Thế mày đọc là red color. Mày đọc sai đúng? Dạ, sai red. Mày đọc là white color. Mày đọc sai đúng? White.
đúng không? Y thêm chữ tờ chứ đâu phải đó, thêm thôi. Có nghĩa là khi con học Komi, cái kỹ lưỡng của con từng chữ một, con hiểu không? Yeah. Nên rằng là con phải hiểu rằng là khi học Komi rất là khó, bởi vì tiếng Anh nó rất khó. Mình chỉ cần đọc con sai phát âm chữ đó mà Komi đã dạy con không đọc được. Mình sẽ học dần dần. Mẹ sẽ trao đổi lại về cái lượng kiến thức vào cho con, ok chưa? Con mới học cái bài trang thôi mà con mới dạy trước bài cho con rồi, con sợ mà cô giáo con bảo không được làm bài trước, mà cô kêu con làm trước, đọc trước không ạ? Cô giáo nào bảo con không được làm bài trước? Dạ cô Phương, cái bà mà vẽ vô mấy cái gì tao gọi là mấy cái cà rốt á, mẹ cô chưa kêu làm mà cô chưa bảo là không được làm trước, thế mà con làm luôn, là con mới kêu con làm. Mẹ sẽ mua một quyển sách khác cho con làm trước, ok chưa? Ok, mình quên chuyện học đi, giờ mình đi sinh nhật, ok ok chưa? Nín nào, nín. Chú Đạt bò này chú kia cho mẹ. Thôi chết rồi, không ăn con heo rồi. Thôi tí mẹ cầm cho, nhét heo sau.